quý vị, nó rơi vào Ngân Khánh là thời gian vừa rồi là đi du học. Và bây giờ du học đã xong rồi thì trở lại để tham gia nhiều chương trình, lấy lại năng lượng cho cái hành trình tiếp theo của sự nghiệp diễn xuất của Ngân Khánh. Cảm giác như nào khi đến chương trình Bảy Nụ Cười Xuân? Đây là lần đầu tiên em xuất hiện ở chương trình Bảy Nụ Cười Xuân, là tại vì em đã coi rất là nhiều chương trình trước đó rồi và thấy dàn ekip ở đây, mọi người phối hợp rất là ăn ý và rất là sôi động. Nên đó là lý do mà làm cho chương trình hấp dẫn hơn, và cũng là lý do làm cho Khánh bị hấp dẫn bởi chương trình nên mới quyết định để đến đây. Đây quá. Một câu hỏi, nó sẽ đụng chạm vào những nỗi đau trong những con người ở đây nè, thì mình có thiện cảm với ai nhất? Nếu mà để lựa chọn nha. Để lựa chọn. Nếu em được lựa chọn. Để bắt cặp với ai đó trong chương trình đúng không anh? Đúng vậy. Em bắt cặp là vì dạ. Trí tuệ. Rồi để coi em thắng bằng đường nào. Tại vì hôm nay em thấy dạ mặc đồ giống em. Trước khi bắt tâm, chúng ta giới thiệu sơ lược về ưu điểm, khuyết điểm của từng người bền vững và chắc chắn trong từng câu nói, và là điểm tựa để gọi là dắt các em nhỏ đi theo cái con đường của mình, đó chính là tiếng luật, đó là ưu điểm. Đó. Rồi cho qua đi anh. Cho qua. Dạ. Tiếp theo, cái khuyết điểm không cần hả? Dạ không. Khuyết điểm là không chơi được những trò chơi mà ảnh hưởng tới rối loạn tiền đình. Còn Ngân là ưu điểm, khuyết điểm là mọi người cứ đừng bận tâm về Ngân, bởi vì khi đã buông tay Ngân là chỉ có xa lầy thôi. Đừng bận tâm gì về Ngân cả. Còn đây là nếu như ba người được hợp lại mẫu hình, đây là dạng tên lửa, một nốt nhạc là tới cung trăng. Rất nhanh nhẹn và hoạt bát, huyên náo và đôi lúc ồn ào không cần thiết. Chơi dơ nữa. Dạ. Dơ là chị giả không? Dơ là em. Đây. Không, chị thấy em nổi tiếng lắm nên là chị sẽ đặc biệt. Và. Ưu điểm của Ngọc là về tính toán. À. Ngọc tính rất nhanh, tiếng Anh đồ này nọ. Hay lắm, Ngọc nói chung hay lắm. Cái gì mà người ta làm được là Ngọc làm được hết. Còn dạ thì không có nhược điểm, toàn là ưu điểm thôi. Trò chơi vận động, dạ là số 1. Wow. Trò chơi cái gì mà lanh mồm, lanh miệng, dạ là số 1. Trí tuệ, dạ là số 1. Wow. Và chưa bao giờ thắng vậy thôi. Không sao, dạ. Rồi chị mời chị. Mời chị Thủy. Bóc cái nè, chị Phong bóc cái nè. Gái Hồng bóc cái nè. Nghe buồn buồn quá. Nhà Thính Phong. Mời tất cả đưa ra con số 2, 3, vô. Số 2 về với số 2. Và số 1 về với số 1. Tội nguyện rồi. Chị đã được như ý. Số 2 rồi chứ em nặng gì nữa. Nè, đừng có wow. Tôi thông báo cho các anh chị biết, đây gia đình ba thế hệ. Đây mà hợp lại thì các bạn cũng chị... không mà chịu không nổi đâu thiệt. Trời ơi anh ơi, chị thì... Ngọc có bao giờ thắng đâu. Không, em là lanh lợi. Bây giờ em khác rồi, một năm mới rồi. Em có đi học, em có bổ sung giáo dục cho anh Mịnh rồi. Vậy hả? Dạ, nên em nghĩ là phổ cập kiến thức cũng phổ cập đó đủ hết rồi. Ngân Khánh hài lòng chưa? Với cái vị trí có làm bị dạ và bên cạnh đó là một người đàn ông cứng cáp là Trương Thế Vinh ha. Dạ. Sẽ giúp đỡ trong những cái trò chơi trong chương trình này. Dạ. Thưa quý vị, trò chơi đầu tiên của Bảy Nụ Cười Xuân. Thưa quý vị thân mến, đây là trò chơi đầu tiên của Bảy Nụ Cười Xuân. Ôi. Thưa quý vị thân mến, trò chơi có tên gọi là kéo co đĩa CD. Và chúng ta sẽ có hai đội. Ủa, Khánh bên đây mà. Khánh ơi, anh nói cho em nghe. Sau 3 năm tụi anh đúc kết, bên đây là bên thắng nha. Đúng cái đó là bạn cũng thua. Không thì em biết, tại em đứng đây để cho Ngọc vui một tí thôi. Ok, bye. Đấy chưa, đấy chưa. Trò chơi này chúng ta sẽ có 3 cặp chơi. Mỗi thành viên của mỗi đội đeo cái chương trình này vào. Sau đó đứng sau vạch vàng đen của chương trình. Và chiếc CD sẽ nằm ngay chính giữa. Và chúng ta có âm nhạc bắt đầu lắc. Lắc thoải mái, khi nào cái đĩa CD đó về của người kia thì đội mình thắng. Đơn giản vậy thôi. Yeah. Ok, gió lực. Lên, anh Vinh. Không, em chơi với anh Vinh. Vô. Chúng ta lắc thoải mái, không cần lo về thời gian. Đĩa CD
chạy về phía đối phương và đụng vào vạch vàng đen thì đội mình thắng. Sau 3 lượt đội thắng nhiều hơn thì chiến thắng. Ngân, anh Luật có tin em không? Tin chứ. Chinh, nhẹ thôi, mạnh coi chừng ngọc đau nha. 3, 2, 1, go. Con ơi. Ê. Con. Lách ngược lại. Lách ngược lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá chứ tôi. Cao lên. Lại. Ngọc cao lên, cao lên. Lách tiếp đi cho tôi. Bị ngược mất. Không dùng tay. Không dùng tay. Đi làm gì vậy? Nó ngược rồi. Lắc đi anh Vinh. Sao cả? Xoay đi. Gì vậy? Lắc ngược lại. Xoay đi. Ủa thua rồi. Đây. Hồi nãy là cái này nè, nó qua tới đây luôn nè. Rồi có lúc nó gần tới đây luôn nè. Thật sự chỉ thua cái lúc mà bắt đầu Ngân tới cầm cái đuôi của gì. Ngân cầm cái đuôi này. Và chị bạn, mà Ngân có lắc đâu có được. Bà Ngân bú ra, bà Ngân cứ cầm cái đuôi. Giật cái đuôi em lên, em chắc bảo bị ngang qua đây luôn nè. Mới nói với em rồi, không sợ đối thủ mạnh, chờ đồng đội chờ thôi. Như vậy là chúng ta đang thắng một lượt. Lượt này chúng ta thắng, lượt tiếp theo sẽ là ai? Em. Ngân Khánh. Rồi, với em. Lại Thúy Ngân. Rồi. À Ngân hả? Dạ. Chết cho chị nha cưng. Wow. Go. Em chưa. Em ơi. Wow. Mệt lắm hả? Đánh em nguyện chuyện theo con đường hồi đấy. Lùi xíu em. Đừng có làm mất. Lùi xíu. Lùi lại ngân. Rồi xong. Đúng cái gì? Nó qua mất luôn. Chưa có ai thông minh qua Thúy Ngân á. Cái đĩa đang ở đây. Bà không chịu lắc, bà kéo. Qua đây bà Lùi lại ngân. Không sợ đối thủ mạnh. Chỉ sợ đâu thôi. Ủa là sao? Hồi nãy đang ở đây em kéo lùi hả? Anh được kêu em đi xa đó Ngân. Mèo. Không phải, vấn đề là bên kia nó thuận chiều dễ lắm. Đúng rồi, qua đây ngược không có lắc. Thuận chiều là sao? Đúng rồi, em lắc. Bây giờ đổi lại thử nè, em sẽ... Rồi, nếu mà nói vậy tôi sẽ đổi qua đó, tôi chơi với Luật. Rồi, chấp luôn. Thôi, tôi đứng bên đây, lỡ đổi qua đó tôi thua là tôi dục gấp 4 lần à. Rồi, bây giờ tôi hỏi, nó cứ tới đây rồi bả cứ vậy nè. Tôi nói thôi lùi lại cho thua luôn cho rồi đi. Phải đẩy qua đẩy lại. Sau 2 lượt thì đội của mình thắng hết rồi. Lượt thứ 3 chúng ta chờ đợi Tiến Luật. Có gọi là làm bằng danh dự hay là không? Với thân hình đồ sộ như Tiến Luật và khả năng chịu đựng vịt rối loạn tình hình không cao. Nhưng mà nói về độ nhảy cho đến trong mà không thì làm sao anh Luật bằng em? Nói về độ hông thì cũng chưa chắc ai bằng ai. Chưa chắc ai bằng ai. Vậy đó. Vô. Đó. Kìa. Lắc lắc lắc. Đúng rồi. Lần xuống đi, dần đi. Lật đi dạ. Đúng rồi.
Như vậy là lượt cuối cùng là Tiến Luật bằng bản lĩnh của những người đàn ông đã chiến thắng Lam Vy Dạ. Và ở trò chơi này mình thắng hai lượt, mình chỉ thắng có một lượt thôi, mình vẫn thua. Và đến thời điểm này tỷ số chung cuộc của chương trình là 0-1. Hai con nhỏ vô dụng. Không có sao hết anh Luật ơi, mới chào đầu nhầm. Cái đội này đã tôi nói chết rồi. Mới bốc xong số 1 rồi chết rồi. Đâu có. Tại bên này thôi. Cái hông của anh á, nó đánh được ở đó, chứ tụi em là nó chỉ đánh bên này thôi. Thôi tụi em tập xíu rồi. Sao hồi nãy em biết rồi mà phải lắc ngược lại mà em lắc không được. Được qua bên này thôi. Nó không ngược, nó ngược chứ. Như vậy là trò chơi này mình thua là do cái điều gì? Do tụi em thuận chân phải, còn anh không, không, Luật thuận chân trái thôi. Trò chơi này đợi mình thắng 1-0.